Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Trước tiên thì Thanh Nhẫn xin được cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian để theo dõi chương trình tin tức thời sự hàng ngày của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức chính có trong ngày hôm nay. Tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 ở Đồng Tháp đang ở mức cao. Đà Nẵng thêm 188 ca nhiễm, hàng chục ca cộng đồng là công nhân và tiểu thương. 7 trên 9 quận trở thành vùng đỏ, Cần Thơ tạm dừng dịch vụ karaoke, massage. Mua sắm thiết bị y tế, làm sao để hết cảnh, ngại mua sắm, sợ kiểm tra. Mỹ, hầu hết các ca nhiễm Omicron đã tiêm đủ liều vaccine, 32% đã tiêm mũi tăng cường. Bất ngờ nộp 10 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Chung được đề nghị giảm án. Vừa rồi là phần điểm qua những tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 ở Đồng Tháp đang ở mức cao. Thưa quý vị, trong ngày 10 tháng 12, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 744 ca mắc COVID-19 mới và 3 ca tử vong. Đến nay, Đồng Tháp ghi nhận 28.811 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 1.800 ca bệnh từ vùng dịch trở về địa phương. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 8.123 ca, trong đó có 59 trường hợp rất nặng, nguy kịch, tiên lượng tử vong cao. Tỉnh cũng có 23% số ca nhiễm đang điều trị là trẻ em. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, mặc dù tỷ lệ ca nhiễm ở trẻ em trên địa bàn Đồng Tháp khá cao, tuy nhiên các trường hợp bị nhiễm đa phần thể nhẹ không triệu chứng, trung bình từ 5 đến 7 ngày là các em khỏi bệnh. Hiện không có trường hợp trẻ em nào tử vong, cũng đang nằm điều trị ở tầng 2, tầng 3. Trước thực tế trẻ em mắc COVID-19 cao, theo ông Bửu, nguyên nhân chính là sự lơ là của người thân trong thói quen quên mang khẩu trang cho trẻ, hoặc cho trẻ tiếp xúc gần với những người, hoặc đưa các cháu đi ăn, uống ở nơi công cộng. Trước sự gia tăng trẻ em mắc COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương phải tăng cường tuyên truyền bằng nhiều biện pháp để gia đình ý thức hơn trong việc giữ trẻ, đồng thời tránh để trẻ bị lây COVID-19 từ người thân. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu còn cho biết thêm, hiện ngành y tế đang phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17. Theo dự kiến, đến ngày 18 tháng 12, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi này được tiêm mũi 2 vaccine đạt trên 90%. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua các ca tử vong đa phần rơi vào trường hợp chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm một mũi ngừa COVID-19. Do đó, lãnh đạo Đồng Tháp yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh việc vận động tiêm vaccine mũi 1 cho nhóm nguy cơ cao, bệnh nền. Cần tập trung vào cuộc quyết liệt tiêm vaccine mũi 2 cho nhóm đối tượng tiêm đã tới hạn, tuyệt đối không để tình trạng trễ bởi việc trả mũi 2 nhanh để tăng cường kháng thể càng sớm càng tốt cho dân. Hiện toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 2.400 F0 đang được điều trị tại nhà. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đề nghị các địa phương trang bị đủ túi thuốc điều trị bệnh COVID-19 và một số loại bệnh thông thường giúp bà con an tâm trong điều trị tại nhà. Đặc biệt phải cử cán bộ y tế trực điện thoại để khi các ca F0 gọi đến nhờ tư vấn hỗ trợ, không ai nghe điện thoại. Ngoài ra, đề nghị các trung tâm y tế phải trang bị các bình oxy khí nén loại lớn, nhỏ và xe chuyển viện. Các trạm y tế phải đặc biệt quan tâm lấy chỉ số sinh tồn SpO2 cho các F0 tại nhà. Đà Nẵng thêm 188 ca nhiễm, hàng chục ca cộng đồng là công nhân và tiểu thương. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 12, Đà Nẵng ghi nhận thêm 188 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca cách ly tập trung, 108 ca cách ly tạm thời tại nhà, 12 ca trong khu phong tỏa, 1 ca về từ ngoại tỉnh và 66 ca chưa cách ly. Hàng chục ca nhiễm trong cộng đồng là công nhân công ty Matrix, Mabuchi, Thuận Phước và tiểu thương các chợ Hòa Khánh, chợ Phú Lộc. Riêng công ty Matrix, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, tới thời điểm hiện tại đã có gần 170 ca nhiễm, công ty Thuận Phước 70 ca, chợ Hòa Khánh hơn 60 ca. Trước diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đề nghị quận Liên Chiểu xem xét chuyển từ cấp độ 3 lên cấp độ 4 tại phường Hòa Khánh Bắc. Sau khi nâng cấp độ, quận phải kiểm soát chặt, yêu cầu người dân
ai ở đâu thì ở đó. Quận Sơn Trà cũng cần đánh giá nguy cơ ở khu vực phong tỏa, xem xét mở rộng khu vực phong tỏa hoặc nâng cấp độ phòng dịch. Bà cũng lưu ý quận Sơn Trà sớm có kết quả đánh giá công tác điều trị thí điểm 10 trường hợp F0 tại nhà. Liên quan đến việc dạy học, hiện Đà Nẵng đã dừng dạy học trực tiếp học sinh lớp 1. Đây cũng là ý kiến của phần đông phụ huynh học sinh sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo khảo sát. 7 trên 9 quận trở thành vùng đỏ, Cần Thơ tạm dừng dịch vụ karaoke massage. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển vừa ký ban hành văn bản về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch và thực hiện một số biện pháp quyết liệt tăng cường phòng chống dịch. Thành phố Cần Thơ có 7 quận huyện dịch ở cấp độ 4, gồm Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai, 2 quận huyện còn lại ở cấp độ 3. Trong tổng số 83 xã phường thị trấn của thành phố, có 51 xã phường thị trấn ở cấp độ 4, 30 xã phường thị trấn ở cấp độ 3, 2 xã phường thị trấn cấp độ 2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu từ 0 giờ ngày 13 tháng 12 thực hiện các biện pháp hành chính, áp dụng theo cấp độ dịch và một số giải pháp quyết liệt tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Chính quyền Cần Thơ yêu cầu không tập trung quá 10 người tại một địa điểm, ở nơi công cộng, đám cưới hỏi, ngoại trừ phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trường xây dựng được phép hoạt động. Người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết. Người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều, hạn chế tối đa ra khỏi nơi ở, không đến nơi tập trung đông người. Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, hộ kinh doanh cá thể được phép hoạt động, song phục vụ không quá 10 người tại cùng một thời điểm. Thực hiện các biện pháp kiểm soát tốt mật độ, tần suất khách đến mua bán, khuyến khích bán hàng mang đi. Cơ sở hộ kinh doanh thực phẩm, ăn uống, nhà hàng, quán ăn, cà phê, trà sữa chỉ được phép bán hàng mang đi hoặc bán tại chỗ không quá 10 người tại cùng một thời điểm, đảm bảo khoảng cách mỗi bàn tối thiểu 2m, không phục vụ tại chỗ bia rượu và các loại thức uống có cồn. Thành phố Cần Thơ dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp trừ cắt tóc gội đầu, phòng gym, yoga, võ thuật, tông hơi, bấm huyệt, karaoke, massage, quán bar, vũ trường. Mua sắm thiết bị y tế, làm sao để hết cảnh, ngại mua sắm, sợ kiểm tra. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ hồi tháng 5 năm 2021, đại diện Bộ Y tế cho biết một số địa phương đang có tâm lý ngại mua máy móc thiết bị y tế do bị sợ xử lý kỷ luật, kể cả mua sắm thiết bị vật tư hóa chất phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế Nguyễn Quang Huy, một trong những nghịch lý của ngành y tế hiện nay là tình trạng ách tắc trong mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật cao tại nhiều cơ sở y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thì cho hay một số địa phương đang có tâm lý ngại mua máy móc, thiết bị y tế do sợ bị xử lý kỷ luật. Do đó, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính nhanh chóng ban hành các hướng dẫn, cơ chế mua sắm thiết bị, vật tư hóa chất, phòng chống dịch COVID-19 để các địa phương sớm triển khai. Còn nhớ khi dịch COVID-19 mới xuất hiện ở nước ta, nhiều địa phương đã tiến hành mua máy xét nghiệm. Đáng tiếc, trong quá trình thực hiện tại một số địa phương đã xảy ra tiêu cực. Một số cá nhân đã bị khởi tố như Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm và 6 người khác vì gian lận khi mua sắm hệ thống Real-Time PCR. Sau đó, thanh tra một số tỉnh cũng đã kết luận có vi phạm trong quá trình xây dựng, thẩm định giá đối với các gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm Real-Time PCR tự động. Việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch là tất yếu, nhưng điều đáng nói ở đây là dù cùng một loại máy, nhưng mỗi địa phương lại mua với một mức giá khác nhau, với lý do các gói phụ kiện đi kèm càng nhiều thì giá càng cao, và cho đến khi xảy ra sai phạm, phải khởi tố lại nảy sinh tâm lý ngại, sợ không dám mua. Dịch COVID-19 quay trở lại với mức độ lây nhiễm cao đã đẩy nhiều cơ sở y tế Tây Nguyên vào cảnh thiếu trang thiết bị vật tư y tế trầm trọng. Dù được chủ trương mua sắm mới, nhưng nhiều đơn vị không dám mua mà chọn phương án đi xin hoặc mượn trang thiết bị thay vì mua sắm mới. Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, rất muốn mua vì không có thiết bị, ngoài phục vụ bệnh nhân COVID-19 còn có thể sử dụng cho công tác chuyên môn lâu dài. Tuy nhiên, việc mua sắm phải qua nhiều quy trình, nhiều vật tư thiết bị khan hiếm, trong khi cứu người gấp như cứu hỏa. Bên cạnh đó, việc đấu thầu mua sắm thiết bị vật tư y tế hiện nay trở thành nhạy cảm khi một số địa phương xảy ra lùm xùm, cán bộ bị điều tra khởi tố đã tạo ra tâm lý e ngại, sợ sai ở rất nhiều nơi.
Tại buổi họp chiều ngày 8 tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa cho biết việc mua sắm thiết bị y tế đợt dịch mỗi nơi mỗi kiểu, mua được là mua, do vậy ông Họa lo ngại nếu vào kiểm toán vấn đề này sẽ không có đường ra. Bình luận về nội dung này, nhiều độc giả cho rằng khi doanh nghiệp ngại không dám tham gia đấu thầu, các bệnh viện không mặn mà mua máy móc, sinh phẩm xét nghiệm, Bộ Y tế cần có hướng dẫn rất cụ thể, nếu không việc đấu thầu khó có thể thành công, nhất là khi bài học về giá mua máy xét nghiệm của các trung tâm kiểm soát dịch bệnh mỗi nơi một kiểu giá đã khiến dư luận xã hội bức xúc, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vẫn còn đó khiến các cơ sở y tế càng rụt rè hơn. Khán giả Nguyễn Đình Long thì cho rằng, sợ một cách bất hợp lý nếu nghiên cứu kỹ nhu cầu và năng lực của nhà cung cấp, sau đó đấu thầu một cách minh bạch thì sao lại ngại, chỉ có những đơn vị tiêu cực trong mua sắm và năng lực yếu kém mới phản ứng như vậy. Làm đàng hoàng thì giải trình được thì làm gì mà sợ. Một ý kiến được rất nhiều người đưa ra đó là cần thay đổi cơ chế, thay đổi cách tổ chức mua sắm trang thiết bị y tế để thầy thuốc yên tâm tập trung vào việc chuyên môn, cần phải có phân cấp về quản lý kinh tế và chuyên môn, chứ không thể người vừa làm chuyên môn khoa học vừa làm kinh tế. Đồng quan điểm trên, anh Nguyễn Văn Tăng cho biết, sao Quốc hội, Chính phủ không cho thành lập một trung tâm đấu thầu mua sắm thiết bị y tế từ Trung ương rồi phân về các địa phương theo nhu cầu? Vì thực ra bên y tế, họ chỉ về chuyên môn y tế, chứ không có chuyên môn chuyên sâu về mua sắm về máy móc, thiết bị, giá cả. Nếu giao cho làm lại, không tránh khỏi sai sót rồi lại đưa nhau ra tòa. Ý kiến của anh Nguyễn Phúc Lưu thì cho rằng, trong lúc này cần có một sự nhanh nhạy trong kiểm tra, giám sát, mua sắm công, thuốc và phương tiện phục vụ chống dịch COVID-19. Tôi đề nghị Bộ Y tế đứng ra làm đầu mối quản lý công việc này dựa trên yêu cầu thực tế của địa phương và có sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và Thanh tra Chính phủ, không nên để địa phương tự làm. Hậu Giang thêm hàng trăm ca mắc COVID-19 cộng đồng. Thưa quý vị, theo Sở Y tế Hậu Giang, trong 24 giờ, từ 18 giờ ngày 9 tháng 12 đến 18 giờ ngày 10 tháng 12, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 394 ca mắc COVID-19 mới, bao gồm 11 trường hợp về từ ngoài tỉnh, 93 trường hợp là F1 được cách ly tập trung, 26 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa và 264 ca mắc cộng đồng. Tính chung trong 3 ngày qua, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 1.035 ca mắc COVID-19, trong đó có 676 ca cộng đồng, đồng thời có thêm 6 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Từ đầu đợt dịch ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 9.231 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 5.777 ca, tử vong tại tỉnh 27 ca, chuyển tuyến điều trị 3 ca, đã tử vong 1 ca, 2 ca điều trị khỏi. Toàn tỉnh còn 708 người cách ly tập trung, 3.575 người cách ly tại nhà và nơi cư trú, 5.419 người tự theo dõi sức khỏe. Về tiến độ tiêm vaccine, đến cuối ngày 10 tháng 12, tỉnh Hậu Giang đã tiêm 999.871 liều cho 515.174 trên 536.163 người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 96,09%. Trong đó, 484.697 người đã tiêm 2 mũi và 30.477 người mới tiêm mũi 1. Đối với trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, đã tiêm được 140.199 liều cho 71.065 trên 70.423 người, đạt tỷ lệ 100,91%. Trong đó, 69.134 người đã tiêm 2 mũi và 1.931 người mới tiêm mũi 1. Tính chung Hậu Giang đã tiêm 1.140.070 liều cho 586.239 người. Trong đó, 553.831 người đã tiêm đủ 2 mũi, 32.408 người mới tiêm 1 mũi, đạt tỷ lệ 96,65% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên. Ngoài ra, trong chiều ngày hôm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang đã tổ chức tiêm vaccine mũi 3 cho toàn thể cán bộ, nhân viên của trung tâm, 97 người, theo đúng loại vaccine đã tiêm 2 mũi trước đó. Đây là những trường hợp đầu tiên tại Hậu Giang được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19, cũng là lực lượng tuyến đầu chống dịch hoặc làm nhiệm vụ ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, đã hoàn thành tiêm vaccine mũi thứ 2 đủ thời gian. CDC Hậu Giang cũng đã đề nghị các địa phương trong tỉnh lập danh sách nhóm ưu tiên tham gia tuyến đầu chống dịch để phân bổ vaccine tiêm mũi 3. Các tỉnh thành nào đang có số F0 cộng đồng cao? Thưa quý vị, Bộ Y tế nhận định tình hình dịch COVID-19 trên cả nước vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, nhiều địa phương đang gia tăng số F0 trong cộng đồng.
Trong đợt dịch thứ tư, cả nước đã ghi nhận 1.379.420 ca COVID-19, có 1.049.524 người đã khỏi bệnh, chiếm 76%, và 27.151 ca tử vong tại 51 tỉnh, thành phố. Theo Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh trên cả nước vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương. Trong tuần, số mắc cộng đồng tăng tại 40 tỉnh, thành phố. Cụ thể, trong ngày hôm qua, cả nước có 8.843 ca mắc trong cộng đồng, chiếm 59,7% tổng số ca mắc trong ngày. Các tỉnh thành có số ca cộng đồng cao bao gồm tỉnh Đồng Nai, ngày 10 tháng 12, thêm 267 ca cộng đồng, tăng 63 ca so với ngày trước đó. Từ giai đoạn 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 91.490 ca cộng đồng. Tỉnh Kiên Giang, ngày 10 tháng 12, thêm 111 ca cộng đồng, giảm 4 ca so với ngày trước đó. Từ giai đoạn 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 23.868 ca cộng đồng. Hà Nội ngày 10 tháng 12 ghi nhận 251 ca cộng đồng, giảm 342 ca so với ngày trước đó. Từ giai đoạn 4 đến nay, trên địa bàn thành phố có 16.069 F0 cộng đồng. Thành phố Đà Nẵng ngày 10 tháng 12 ghi nhận 175 ca cộng đồng, tăng 9 ca so với ngày trước đó. Từ giai đoạn 4 đến nay, thành phố này có 7.317 ca cộng đồng. Bộ Y tế nhận định, trong 7 ngày qua, các địa phương ghi nhận số mắc cho cộng đồng tăng so với 7 ngày trước đó là Bến Tre tăng 1.513 ca, Tây Ninh tăng 664 ca. Các địa phương có F0 cộng đồng giảm là thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.582 ca, Bà Rịa Vũng Tàu giảm 996 ca và thành phố Cần Thơ giảm 514 ca. Dịch bệnh đã lưu hành trong cộng đồng, nguy cơ tiềm ẩn xuất hiện các ổ dịch mới có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương đi lại lớn, Bộ Y tế nhận định. Vì vậy, thời gian tới, Bộ lưu ý cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, nhất là giám sát phát hiện sớm, điều trị giảm bệnh nhân nặng, tử vong và tiêm chủng vaccine do thời tiết chuyển mùa đông xuân thuận lợi cho sự phát triển, lây lan của virus. Gia tăng giao thương đi lại dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022 và nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới. Bên cạnh đó, Bộ Y tế lý giải cần tăng cường biện pháp chống dịch bởi hiện nay, một số đơn vị, người dân đang có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch sau một thời gian dài nới lỏng giãn cách xã hội. Về việc tiếp nhận và tiêm chủng vaccine, từ tháng 3 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12, Việt Nam đã tiếp nhận 156.421.594 liều vaccine phòng COVID-19. Với số vaccine đã tiếp nhận, Bộ Y tế đã phân bổ 100 đợt với tổng số 143,4 triệu liều, còn khoảng 13 triệu liều mới tiếp nhận, đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng. Đến hết ngày 9 tháng 12, cả nước đã tiêm được 131.033.342 liều, tỷ lệ sử dụng đạt 91,4% số vaccine phân bổ 100 đợt. Trong đó có 74.647.961 liều mũi 1 và 56.385.381 liều mũi 2. Các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm 2021 và trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.